36 chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư nước ngoài DTNN gồm 36 chỉ tiêu, trong đó có 25 chỉ tiêu về kinh tế, 7 chỉ tiêu về xã hội và 4 chỉ tiêu về môi trường. Đây là đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, KH và DT tại dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Căn cứ các yêu cầu đối với Bộ Tiêu chí, kinh nghiệm quốc tế, thực trạng số liệu, tính khả thi của việc tính toán các chỉ tiêu và ý kiến góp ý của các bộ, ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư nước ngoài gồm 36 chỉ tiêu, trong đó có 25 chỉ tiêu về kinh tế, 7 chỉ tiêu về xã hội và 4 chỉ tiêu về môi trường. Các chỉ tiêu cụ thể như sau. Chỉ tiêu về kinh tế, căn cứ vào tác động của khu vực đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế và các yếu tố tác động như vốn, tăng trưởng, hiệu quả hoạt động, công nghệ, nộp ngân sách, tác động lan tỏa, liên kết với doanh nghiệp trong nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 25 chỉ tiêu đánh giá về kinh tế, chia thành 5 nhóm gồm. Nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mô, đóng góp vào sự phát triển của khu vực đầu tư nước ngoài, 6 chỉ tiêu, gồm 1. Tốc độ tăng trưởng GDP khu vực đầu tư nước ngoài, 2. Tỷ trọng khu vực đầu tư nước ngoài trong GDP, 3. Tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký, 4. Tỷ lệ dự án tăng vốn, mở rộng đầu tư, 5. Tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện, 6. Tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện trong tổng đầu tư toàn xã hội, 7. Tỷ trọng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong tổng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện, 8. Tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài trên tổng nguồn vốn nước ngoài vào Việt Nam trong cán cân thanh toán quốc tế, BUC. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, 10 chỉ tiêu, gồm 1. Lợi nhuận trước thuế, 2. Tỷ suất lợi nhuận dòng trên tổng tài sản của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 4. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 5. Tỷ trọng xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 6. Tỷ trọng nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 7. Tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 8. Tỷ trọng nhập khẩu các mặt hàng chủ yếu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 9. Tăng trưởng xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 10. Tăng trưởng nhập khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Nhóm chỉ tiêu về đóng góp ngân sách, 3 chỉ tiêu, gồm 1. Số nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 2. Tốc độ tăng trưởng nộp ngân sách, 3. Tỷ trọng nộp ngân sách của doanh nghiệp DTNN, tổng thu ngân sách nhà nước. Nhóm chỉ tiêu về tác động lan tỏa của đầu tư nước ngoài, 2 chỉ tiêu, 1. Tỷ lệ sử dụng nguyên vật liệu đầu vào trong nước của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và 2. Tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có liên kết với doanh nghiệp trong nước. Nhóm chỉ tiêu về công nghệ, 2 chỉ tiêu, 1. Tỷ lệ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, 2. Tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ứng dụng công nghệ cao. Chỉ tiêu về xã hội, các chỉ tiêu về xã hội, 7 chỉ tiêu, nhằm đánh giá trên khía cạnh tạo việc làm, thu nhập cho người lao động và bình đẳng giới, cụ thể như sau. Nhóm về tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, 6 chỉ tiêu, gồm 1. Số lao động làm việc trong doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 2. Tỷ lệ lao động làm việc trong doanh nghiệp DTNN, tổng số lao động khu vực doanh nghiệp, 3. Tốc độ gia tăng lao động mới trong doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 4. Tỷ lệ thu nhập bình quân người lao động làm việc trong doanh nghiệp đầu tư nước ngoài so với thu nhập bình quân người lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp, 5. Tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân người lao động làm việc trong doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 6. Tỷ lệ lao động đóng bảo hiểm xã hội trong khu vực đầu tư nước ngoài. Nhóm chỉ tiêu về bình đẳng giới, 1 chỉ tiêu, tỷ lệ lao động nữ trong doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Chỉ tiêu về môi trường. Chỉ tiêu về môi trường nhằm đánh giá tác động của dự án đầu tư nước ngoài đối với môi trường và các biện pháp doanh nghiệp bảo vệ môi trường, gồm 4 chỉ tiêu sau. 1. Tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng. 2. Tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài áp dụng tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý chất lượng. 3. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài phát sinh nước thải thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường có hệ thống xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. 4. Tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã thực hiện kiểm kê khí nhà kính trong danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê. Bảng chi tiết bộ chỉ tiêu, cách tính toán, cơ quan chủ trì tính toán, phân tổ chỉ tiêu, thời hạn báo cáo tại phụ lục kèm theo quyết định. Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.